Chủ tịch nước Việt Nam luôn có thông điệp kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định trong nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam luôn có thông điệp kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba. Sáng ngày 25 tháng 9 tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. Đại diện lãnh đạo Đảng nhà nước Cuba sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973 đến tháng 9 năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng và nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vào dịp cả hai nước cùng kỷ niệm sự kiện lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng cách đây 50 năm. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam Cuba. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, đây là dịp đặc biệt để chúng ta cùng ôn lại truyền thống hợp tác, gắn bó giữa hai nước và cùng nhớ lại tình cảm của lãnh tụ Fidel Castro, của nhà nước và nhân dân Cuba đối với công cuộc đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez cho biết, đây là chuyến thăm lần thứ tư tới Việt Nam. Ông luôn vui mừng nhận thấy đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng và to lớn theo thời gian. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez trân trọng gửi lời chào và lời thăm hỏi thân thiết của Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Chủ tịch Esteban Lazo Hernandez bày tỏ tình cảm xúc động, vinh dự và tự hào khi được dẫn đầu đoàn đại biểu Cuba sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez khẳng định, Cuba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam, mối quan hệ mẫu mực trên thế giới. Ông cảm ơn Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, hỗ trợ thiết thực đối với sự nghiệp cách mạng Cuba trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước từ trước tới nay, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay qua những lần thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất chủ tịch quốc hội Esteban Lazo Hernandez bày tỏ mong muốn việt nam tiếp tục đầu hành chia sẻ kinh nghiệm và bài học đã có từ trước trong quá trình đổi mới đất nước với nhân dân cuba cuba mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của việt nam trong phương thức tổ chức quản lý doanh nghiệp nhỏ đồng thời hy vọng doanh nghiệp việt nam sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào cuba trong thời gian tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, trong những chặng đường phát triển và thành tựu của Việt Nam thời gian qua, luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ trí tình, trí nghĩa của Cuba. Việt Nam trước sau như một, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Cuba. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cuba về những khó khăn, thách thức do các lệnh cấm vận, hậu quả thiên tai cũng như các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Trong nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam luôn có thông điệp kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba. Trên cơ sở quan hệ đồng chí, anh em đặc biệt, chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng đi vào thực chất thông qua việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao các cơ chế hợp tác sẵn có phát huy hiệu quả tốt các cơ chế đối thoại và hợp tác giữa hai bên thúc đẩy quan hệ ngoại giao nghị viện các hoạt động giao lưu nhân dân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Cuba đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh G77 và Trung Quốc với Tuyên bố chung Havana, qua đó thể hiện sự đóng góp tích cực vào các sáng kiến của Cuba đối với các vấn đề chung toàn cầu và tiếp tục nâng cao vị thế của Cuba trên trường quốc tế khẳng định việt nam luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ hợp tác với cuba chủ tịch nước tán thành với chủ tịch quốc hội Esteban Lazo Hernandez về việc thúc đẩy doanh nghiệp việt nam đầu tư vào cuba thúc đẩy trao đổi thương mại hai nước tạo thuận lợi cho hàng hóa hai nước vào thị trường của nhau